Welcome back to my channel. Trong video ngày hôm nay là một trong những cái video đã được request rất là nhiều và cao nhất ở tuần trước. Thì đó là lý do vì sao tuần này Bun sẽ làm về chủ đề Bun đã uống tóc như thế nào. Thì trong video này Bun sẽ chỉ cho bạn hai cách uống tóc. Một cách là sẽ dùng máy uống tóc, còn cách thứ hai thì sẽ dùng một sợi dây chỉ quấn quanh tóc và nó sẽ không có đụng tới nhiệt độ gì cả. Thì đây là hai cách mà Bun thường làm. Nếu như mà mọi người muốn biết Bun đã uống tóc như thế nào thì hãy tiếp tục theo dõi nhé. Trước khi uống thì mình sẽ chải tóc mình trước, chải để cho tóc mình mượt mà ra một xíu, kiểu như mình sẽ chia ra được là mình sẽ uống phần nào, với lại nói chung là tóc mượt mượt một tí nha mọi người. Bun nghĩ là cái cách uống tóc của mỗi người thì cũng có thể là sẽ xem nhau, nhưng mà những cái sản phẩm mà mình dùng kết hợp với thì nó là quan trọng. Bởi vì nhiều khi Bun thấy Bun uống tóc mà tóc của Bun uống nó giữ được cái lọ uống tới ngày hôm sau luôn, nhưng mà hồi đó tóc của Bun thì không bao giờ giữ được nếp lâu như vậy, còn bây giờ thì lại giữ được lâu. Thì Bun nghĩ là nó đều phụ thuộc vào những cái sản phẩm mà mình xài. Thì trước khi uống tóc, Bun có dùng cái chai này của Wavscoff. Thì em này nó sẽ bảo vệ tóc ở nhiệt độ cao khi mà mình uống, nó có làm cho tóc mình bóng hơn một xíu nữa. Thì cái này rất là tốt để bảo vệ cho tóc. Thì Bun sử dụng thì Bun thấy em này cực kỳ ok, tóc của mình đỡ hư tổn hơn hồi đó. Bun xài gần hết cái chai này rồi thì bây giờ Bun sẽ xịt lên tóc Bun trước. Mình xịt rất là nhiều, xịt kiểu như phải ướt tóc luôn á. Với lại cố gắng là xịt làm sao mà bạn cảm giác ra là nó bao bọc được tóc của bạn. Những cái phần mà mình uống thì mình sẽ xịt lên. Tóc của Bun nó đang từ từ dần mất màu ở hai cái phần tóc ngay mái này rồi, bởi vì cái phần đó mình hay gội kỹ á, nên là nó phai màu nhanh hơn những chỗ khác. Nó đang ra hơi bạc, hơi vàng vàng, nhưng mà thật ra là mình cũng khá là mong tóc mình phai màu ra, tại lúc đầu mình không có tính là nhuộm màu tím đâu. Đó, mình tính là nhuộm màu hồng, nó hơi kem kem nữa, nhưng mà mình nghĩ là cái màu tím này nó sẽ phai dần ra, nên là mình chơi luôn màu tím cho nó phai từ từ. Ai ngờ đâu thuốc xịn quá, tới bây giờ nó vẫn tím. Nếu mà mọi người muốn coi Bun nhuộm tóc như thế nào thì hãy coi video trước đó của mình nhé. Sau khi mà Bun xịt cho tóc mình hơi ướt như này rồi, thì bây giờ bắt đầu Bun sẽ chia phần ra và Bun uống. Thường thì Bun sẽ chia làm hai phần. Thì đầu tiên thì mình sẽ uống phần bên này trước. Hai cái cạnh khúc đầu này nè là Bun sẽ uống sau, bởi vì lúc mà mình uống trước có hai cọng này nó hay bị nhả nhanh lắm, mà mình không có muốn hai cọng nó nhả sớm, mình muốn nó xoăn lâu á. Thì cái cây uống của Bun là Bun dùng cái cây tròn, cái cây trụ như này. Thì cái cây trụ như này Bun quen rồi. Mọi người mà dùng cái cây kẹp á thì có lẽ là cái kỹ thuật sẽ khác mình một xíu, nhưng mà mình chỉ có cây này thôi nên là mình sẽ hướng dẫn bằng cái cây này. Thì thường mình sẽ ở nhiệt độ khoảng 20, sau đó bật on lên, xong rồi cái nút màu đỏ này nó sẽ nháy. Khi nào mà nó hết nháy thì bắt đầu bạn uống. Bình thường mình sẽ để cái cây chuối xuống như thế này và sau đó mình sẽ bắt đầu uống tóc xung quanh. Mình sẽ uống tóc từ ở khúc đó, quấn làm sao cho nó chải đều tóc của mình ra, chứ đừng có quấn tóc lên tóc á, cái nhiệt độ nó sẽ không có được ấy. Và mình sẽ đợi khoảng 10 giây thôi, 10 hoặc là 15 giây, để cho tóc của mình đừng có bị quăng quá mà nó sẽ hơi lượn sóng. Khi mà mình thả ra thì mấy bạn phải kiểu thả nhẹ nhàng cho nó thành một cái lọn như này, sau đó mình sẽ bóp một miếng, sau đó mình nhả nó ra thì nó sẽ ra như thế này là vừa rồi. Mình không có muốn nó quá quăng, khi mà nó nhả ra từ từ á thì nó sẽ đẹp. Tại vì Bun thấy là Bun không thích lọn xoăn mà nó bị xoăn quá rõ hoặc là lọn quá nhỏ. Mình cảm giác với khuôn mặt của mình thì những cái lọn nhỏ làm cho mặt mình già đi. Đó là riêng mỗi người thôi. 10 giây ha. Xong rồi, đó. Cố gắng bóp. Thả ra nhẹ nhẹ thôi. Đó, đồ xô. Mình cũng thử qua rất là nhiều cái cách uống rồi. Những cái cách uống này là dễ nhất đối với Bun. Thì lúc mà để cái cây uống lên như này, Bun sẽ tựa cái tay của mình vào cái đầu để coi như là mình biết cách là cách xa cái máy uống tóc ra khỏi da đầu của mình. Các bạn nhớ là phải cách xa xa ra nha, đừng có để gần da đầu quá, nó sẽ bị nóng á, bạn sẽ bị phỏng đó. Khi mà thả ra nhẹ nhàng xong rồi bóp như này thì Bun sẽ lấy từng sợi, mỗi lần lại mình lấy một chút xíu thôi. Thể lúc đầu thì sẽ hơi khó một xíu, nhưng mà khi mà làm quen rồi thì mình sẽ biết
lúc mà cầm mình để chừa ra một chút xíu, đừng có sát cái tay quá bởi vì bạn sẽ bị nóng tay. Và phun cách ra một chút xíu, sau đó nghiêng nó như này, thả nó xuống, bỏ tay ra nè, thả xuống đó. Hơi nóng một chút xíu thì mình lắc lắc xíu rồi mình bóp. Thì cái thời gian nó bị rớt rồi. Đó là lý do vì sao buôn kem mọi người bóp nó, vì thả ra thì nó sẽ như thế này, nó sẽ không có được đẹp như những cái cuốn khác. Mọi người thấy không, nó lỏng lẻo không? Để lúc thả ra là mình sẽ bóp bóp một xíu, lại mình thả nhẹ nhàng. Tự chúng ta làm lại cái này đi. Lần lần nó sẽ có những cái pha khó đỡ như vậy là chuyện bình thường thôi mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok ha, từ nè, bỏ vô đây, thả ra. Đó, nó quăng hơn rất là nhiều. Đối với bên đây thì sẽ bị gột tay đúng không? Thì thường gột tay thì Quân sẽ để nó như thế này. Quân sẽ để nó chú xuống. Sau đó Quân uống nó xuống quá. Bên đây thì mình cũng sẽ thả nó ra như này. Lâu lâu nó sẽ bị mắc cái đinh ở ngay cái chỗ đó, ngay cái chỗ của cái máy uống đó, nhưng mà không sao đâu mọi người. Bóp vậy như này rồi gỡ cái đó ra, cẩn thận nha. Khi nào mà bạn gọi là bình tĩnh, phải luôn luôn bình tĩnh trong lúc uống tóc, bạn phải coi chừng bị phỏng. Hồi trước hồi bé mình không biết xài, mình hay bị chuyên môn bị phỏng luôn, bị ấy vô tay hoặc là chạm vô cổ nè. Nhưng mà có nhiều thứ mình phải trải qua thì mình mới biết cách phòng ngừa và không làm lại điều đó nữa. Tùy vào cái thời gian mà bạn giữ cái cây uống tóc ở trên tóc thì cái độ quăng nó cũng sẽ quăng hơn. Ví dụ như bạn để khoảng 15 hoặc là 20 giây thì cái lọ uống nó sẽ quăng hơn. Còn cái này mình thích cái kiểu uống lơi, kiểu tóc thì nó lượng sóng nhẹ nhàng thôi. Gọi là uống tóc chảy mồ hôi quá trời, nóng quá. Đối với hai cái cọng tóc mà ngay sát mặt này á thì mình sẽ uống nó sát từ ở đây lên luôn, từ ngay khúc này luôn. Những chỗ khác thì mình chỉ uống từ đây xuống thôi. Lý do là bởi vì để mình làm rồi mọi người cùng xem nha, mình cũng không biết giải thích sao. Nó sẽ tạo cảm giác cho cái tóc đó nó phồng hơn á. Buôn không thích tóc mình kiểu bị sẹp sẹp, nên là tại vì tóc mỏng á, những lúc tóc mỏng thì sẽ muốn tóc phồng. Tự nhiên đó, em nó phồng ra đây được xíu, nhìn cho nó dày, nhìn tóc cảm giác dày hơn. Lau nhẹ nhàng sát cái chỗ có mồ hôi thôi nha, đừng làm hỏng tóc nha mấy bạn. Sau khi mà uống xong như thế này thì các Bun làm thường Bun sẽ kiểu cúi đầu xuống, sau đó mình sẽ rũ tóc cho nó phồng cái chỗ tóc này lên, có lẽ nó lôi những cái cọc tóc ra hơn á. Tùy vào bạn thích chia ngô chia mái như nào, Bun thì Bun hay thích để mái qua đây. Khi mà tóc bắt đầu nó hơi kiểu thẳng quá rồi á thì mọi người làm như thế này. Nhớ là phải quay cái chiều hướng đi ra ngoài nha. Quay ra ngoài thì tóc mình nó mới phồng, nó mới quanh được. Chứ không thì nó sẽ kiểu bị cấp vào, nhìn nó cứ bít bít á. Nên là mình phải uống ra ngoài cho nó vào hình một. Sau đó thì lôi nó ra. Bởi vì da của Bun là da hỗn hợp giữa dầu với lại da thường, nên là da đầu của mình nó cũng hơi có dầu một xíu, nó hay đổ dầu hơn á. Thì đây, vị cứu tinh Dry Shampoo. Hãng này mọi người chắc là quá là quen thuộc với lại bảng dầu gội khô này rồi. Bun sẽ xịt nó từ xa, xịt vào cái chỗ đỉnh đầu, xịt một chút ở đây. Sau đó mình phải chà như mình gội đầu vậy á. Dầu gội khô mà Bun sẽ dùng cái cây lược. Bun thích dùng mấy cái cây lược mà nó như này nè. Bun chả nó ngược lên trên một xíu. Nếu như mà tới ngày hôm sau mà bạn thấy tóc kiểu nó hết đẹp rồi, nó không có quăng đẹp như bây giờ nữa, thì dùng cái cây lược này chải thẳng hết ra, xong mà làm cái động tác quăng quăng giống nãy Bun bảo á, thế là tự nhiên lại đẹp. Thế là xong cách làm tóc của Bun.
Cách thứ hai thì Bun sẽ dùng cái sợi dây. Sợi dây này Bun lấy ra từ cái áo tắm quấn người của Bun, thì cái độ dài dây này mới vừa độ dài tóc của Bun. Bạn cũng có thể dùng một cái khăn quấn cổ để quấn tóc của bạn cũng được, nhưng mà nhất thiết là cái sợi dây phải dài hơn độ dài tóc của bạn. Cách quấn là chúng ta sẽ quấn cái cọng tóc xung quanh cái sợi dây, và mỗi lần mà mình quấn được một vòng rồi á thì mình sẽ lấy thêm tóc và tiếp tục quấn. Cứ như thế quấn, vừa lấy thêm tóc, vừa quấn, vừa lấy thêm tóc cho đến khi hết cái sợi tóc của mình luôn. Các bạn cố gắng quấn sợi tóc của mình, quấn chặt xung quanh cái sợi dây. Sau khi đã quấn hết rồi thì mình sẽ vẫn tiếp tục quấn cọng tóc của mình. Mình sẽ búi thành một cục tóc. Cố gắng búi và lấy hết tất cả tóc, ngay cả đuôi tóc của bạn, để có được cái độ cong hoàn hảo nhất. Và mình sẽ dùng sợi dây cột tóc để buộc lại, bởi vì cái cục tóc này nó cũng khá là bự rồi, nên là mình sẽ chỉ quấn một vòng thôi chứ mình không quấn hai lần. Như vậy sẽ rất là đau tóc và khó ngủ. Các bạn làm tương tự với bên còn lại nhé. Thường sau khi mà gội đầu xong, mình sấy tóc cho tóc mình vừa mới khô thì mình mới bắt đầu quấn tóc như vậy. Tóc vừa khô thì sẽ dễ vào nếp hơn. Mình sẽ để cho cái tóc này đến sáng hôm sau thì mình mới gỡ ra. Ngoài ra còn có một cách, nếu như mà bạn không có sợi dây nào thì bạn cũng có thể làm theo cách là tết tóc xương cá hai bên, làm thách hai bím hai bên, thì khi mà sáng dậy mình gỡ ra, tóc của mình cũng sẽ có một cái độ xoăn rất là dễ thương. Hiện tại thì bây giờ đã là buổi sáng hôm sau, và bây giờ mình sẽ gỡ hai cái cục tóc quăng này ra cho mọi người xem. Thì buổi tối ngủ thì có thể là nó sẽ bị gọi là bị lỏng ra như này, nó sẽ lủng lẳng một xíu, nhưng mà như vậy thì mọi người sẽ dễ ngủ hơn, sẽ không có bị đau tóc. Thì cách gỡ thì Vương sẽ gỡ cái cọng thun của tóc này ra, gỡ nó theo từng cái vòng như này luôn, gỡ nó ra giống như lúc mà mình uống nó vào vậy đó. Thì cái cách quấn này nó sẽ làm cái lọn khá là nhỏ, tại vì mình quấn nó sát theo sợi dây nên là cái lọn nó ra nó sẽ khá là nhỏ. Để mình gỡ ra cho mọi người xem nha. Mình cứ gỡ từ từ thôi mọi người. Tới bên đây thì cũng gỡ từ dưới. Làm cách này thì mọi người sẽ giảm thiểu được cái sự hư tổn do máy uống tóc, do nhiệt độ. Thì đây là cái độ uống của nó giống kiểu như uống mì gó vậy, nó siêu xoăn lọn rất là nhỏ. Để cho mọi người xem này. Nếu như mà bạn thích kiểu nhỏ 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 như thế này thì bạn có thể để. Còn như Bun đã nói là Bun thích cái lọn nó đừng có quăng quá, mình không thích thì Bun sẽ dùng cái kỳ lục này, Bun chải nó ra một xíu. Cái tóc mình ít đó, mình thích cái gì mà nó phồng phồng, chứ mình không có thích nhìn cho tóc mình nó xẹp, nó ít, nó bó vào nhau. Sau khi như thế này thì Bun sẽ cúi xuống, sau đó để mình làm phồng những cái trong chân tóc nè. Wow, này kiểu style Taylor Swift luôn á. Mình mong là cái video này sẽ giúp ích được cho mọi người có thêm nhiều ý tưởng để uống tóc ở nhà hơn và biết thêm nhiều cách uống tóc. Nếu mà bạn thích video này thì hãy cho Bun một like nha. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Bun. Nếu như mà bạn chưa subscribe thì mình sẽ cho bạn vài giây để subscribe ngay bây giờ. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.